Xin mời các bạn nghe tiếp phần 2 bài tản văn Bắn ngay OK của tác giả Nguyễn Trọng Quỳnh, diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Sáng ngày thứ 3, chiều theo nghị quyết của hội nghị bia hơi về đề phòng ứng đối với bọn ăn cắp trả thù, tôi chuẩn bị sẵn sàng tư thế tiếp chiến. Đầu tiên dậy sớm, xuống sân khu tập thể khởi động kỹ chân tay, cơ khớp, xác định tình huống, chấp nhận, trấn an, bình tĩnh. Thủ này, Thiềm Thử Vọng Nguyệt, Thôi Sơn Bán Hạ, Phượng Dực Cầm Long, Bịch Huỵch Hứ. Công này, Mãnh Hổ Xuất Sơn, Hoành Phong Cước, Thần Cung Xạ Tả Hữu Liên Thủ, Độc Long Quá Giang, Hài Sát Roạt. Chiếc quần pyjama rách toạc đũng từ trước ra sau. Hoan hô, đánh như điện xẹt, đột đột đột, tiếng vỗ tay đôm đốp từ mấy tầng nhà trên. Tuần sau, võ sư dạy cho hội cao tuổi mấy bài quyền dưỡng sinh nhé. Các cụ nhớ mua võ phục trước đi đấy. Vâng, sắm luôn ạ, trình độ cao như võ sư mới mặc pyjama tập võ được chứ ạ. Uầy, may quá, các cụ chỉ trông lên cao mà không nhìn xuống dưới thấp. May quá, hôm nay không mặc quần đùi màu đỏ. Tiếp theo là vào phòng tắm, cạo mặt nhẵn nhụi, bấm cao chân tóc mai, cắt tỉa ngắn, lưa thưa mái tóc chán, hở chân lông mày, soi gương, làm vẻ mặt nghiêm nghiêm, gườm gườm cho giống sự. Chả là có lần đầu vào hiệu mái tóc mới mở cạnh nhà, lúc trả tiền cô chủ cứ chối đầy đẩy, về sau thân mật cô mới bảo: em thấy mặt anh cứ nghiêm nghiêm, tưởng công an hình sự mới về đồn nhà mình. Tiếp đến vận giày thể thao, áo da, mũ lưỡi chai, quần bò lơ vít. Giày thể thao thì để chạy cho dễ rồi. Áo da, mũ, quần bò là để phần nào cản lực dao đâm. Ồ, nhìn cũng hao hao giống công an hình sự cải trang thật. Tiếp nữa, sách gì theo đây? Phải có công cụ phòng vệ chủ động. Nhà tôi không thiếu binh khí, chỉ không có súng thôi, nhưng phải hợp pháp. Cuối cùng, chọn cây sáo trúc bằng nhôm, bình thường là nhạc cụ, chiến đấu là đoàn côn. Bỏ laptop ra khỏi ba lô, cho mấy cuốn sách bìa cứng vào, vừa để làm mộc đỡ, vừa có thể choảng được. Công dụng chẳng khác gì túi gạch đá, mà lại nhẹ nhàng, giấu luôn cây sáo vào trong. Sau cùng mở điện thoại, vào danh mục tìm tên chú em phó trưởng đồn công an phường, cài đặt chức năng gọi nhanh vào phím số 1. Bến xe hôm nay vắng hơn thường lệ. Có lẽ tại tôi đi sớm hoặc là xe đã đón người đi hết rồi. Chỉ có bà bán bánh mì và người đàn ông trung niên hàng ngày vẫn đợi xe. Xe tuyến của tôi vừa đến nơi, tôi bước lên cửa trước, không quên quan sát xung quanh. Xe còn rộng chỗ, tôi chọn ghế đối diện với cửa sau, mắt đảo một lượt các hàng ghế sau. Toàn học sinh phổ thông, không có đối tượng khả nghi. Yên tâm quay mặt lên đầu xe, người đàn ông trung niên ngồi ngay ghế sát trên tôi. Anh cũng đi xe này à? Anh xuống bến nào? Sao mấy hôm trước không thấy lên xe cùng tôi? Người đàn ông không trả lời, hai tay ôm một cái bọc vải dài đặt trên đùi. Ông này ít mồm miệng nhỉ? Mấy hôm trước có sự việc như thế, người lớn mà chẳng tham gia. Mình ra gặp phàn nàn đôi câu mà cũng không đáp lại. Lạ nhỉ? Bà già lòm khòm bán bánh mì còn ôm thúng chen vào che chắn cho cô bé mất điện thoại. Đàn ông khỏe mạnh thế kia mà đứng yên. Thì chết rồi, đồng bọn ăn cắp rồi. Nghĩ lại tôi thấy ông này chỉ đứng chờ mà không thấy lên xe nào bao giờ. Đúng là đồng bọn chúng nó rồi. Trong túi kia thế nào cũng có hung khí. Tôi giả vờ xách ba lô như chuẩn bị xuống điểm đỗ sắp tới. Người đàn ông liếc mắt đứng dậy. Xe dừng, tôi ngồi yên, người đàn ông lại ngồi xuống ghế. 100% rồi, chắc là định hạ sát tôi đây, hoặc có thể theo dõi để biết nơi tôi làm việc.
36 trước. Trước chuồn là hơn cả. Chuồn để về cơ quan làm việc, không phải đánh nhau, chả có gì là hèn. Nhưng nó bám sát thế kia, chuồn sao được. Thầy chưa dạy tình huống này, nó bám sát như đỉa. Chưa kể chúng nó còn có thể cài sẵn đồng bọn ở các điểm đỗ. Tôi sực nhớ là lúc thằng ăn cắp rời đi, còn có mấy cái xe ôm chở 3 người cũng chạy theo luôn. Chúng nó chứ ai, mình còn non và xanh thật. À, nhớ rồi, thầy có dạy. Thầy bảo ở đời khối kẻ sợ võ mồm. Thi võ mồm thì tôi đạt tới trình độ thất đẳng trị đai. Chỉnh lại tư thế đĩnh đạc như hình sự, móc điện thoại ra, huơ huơ bấm bấm vẻ kín đáo, nhưng đủ cho tay ngồi ghế trên nhìn thấy qua khóe mắt. Giọng gằn gằn cũng vừa đủ để hắn nghe được. Anh lên xe rồi nhé, các chú cứ từ từ chạy theo xe. Nhìn thấy anh rồi à? Đã liên hệ với đồn dọc tuyến chưa? Tốt. Cái gì? Hai thằng em to lớn đó hả? Chú chọn quân người to lớn quá dễ lộ. Sao? Bốn thằng em bám theo anh á? Đi nhiều thế. Hình như cái tai của người ngồi trên động đậy. Cái đầu thì đúng là nghiêng nghiêng, lại còn ngó ra cửa sổ, nhìn ngược, nhìn xuôi. Hừ, có hình sự thật thì biết ai biết được mà tìm. Tôi mở phần setting, chọn mục cài chuông, bấm chọn kiểu chuông. Reng reng reng. Chết, chưa tắt chuông, xin lỗi mọi người ạ. Tôi nói to với phụ xe. Gọi gì thế? Anh đã bảo yên tâm mà. Có gì anh gọi lại. Trên xe chưa thấy có ai khả nghi. Xe đi qua ngã tư chợ Mơ. Ôi giời, điện thoại rung giật cả mình. Em vẫn đi theo anh à? Về đồn đi, để một xe bám thôi, cho lính ngoại tuyến theo thôi. Đồn trưởng phải ở nhà liên lạc hợp đồng tác chiến với các phường, các quận khác. Chuyến này tóm cả lũ cho anh. Bực mình quá, biết tính anh rồi đấy. Cái đầu phía trên lại nghiêng nghiêng, mắt liếc liếc, tai động đậy. Xe đến ngã tư Vọng rẽ ngược lên, không phải hướng đi về bộ công an. Bọn này thuộc hết địa điểm, các trụ sở của công an. Lô lô, em hả? Anh không về bộ nhé. Đi dọc tuyến gom luôn thể. Bảo anh em sẵn sàng. Hừ, không phải lo cho anh. Có nhiều người trên xe rồi, nhưng không sao, anh mang súng theo rồi. Thấy thằng nào manh động, anh bắn bỏ luôn. Biết tính anh rồi đấy, vớ vẩn là bắn ngay. Biên bản cứ chuẩn bị sẵn cho anh. Người ngồi ghế trên nhấp nhổm. Alo, anh bảo này, phát hiện được thằng nào cho anh em đánh phủ đầu ngay, choảng thẳng vào mặt, để lại sẹo to, dễ dàng nhận dạng lần sau. Hả? Thằng nào mà cầm vũ khí chống lại bắn bỏ luôn. Anh cho phép. Cẩn thận, kẻo chúng dân thì rất phiền. Ờ, anh chịu trách nhiệm hoàn toàn, đừng để chết là được. Biết tính anh rồi đấy. Người ngồi ghế trên đứng dậy, chen bật hành khách đứng sẵn ở bậc lên xuống. Đến điểm dừng đón ở công viên Thống Nhất, dòng người ào xuống. Tôi nhóng người nhìn theo, không thấy. Nhìn qua kính trên đầu xe, xuống sau xe, nhìn qua cửa sổ xe xuôi ngược, không thấy. Biến nhanh thế, nhanh hơn cả Tôn Ngộ Không. Chào anh vẫn còn nguyên à? Bọn em đang bàn định đi bệnh viện thăm anh đấy. Láo toét, anh gặp tướng của nó rồi, xử lý ngon luôn. Thế chiều nay anh lại khao chứ? Khao gì? Chiều nay giải đen, tiện thể anh kể cho mà nghe. À, nhưng mà anh hết tiền rồi, chú cho anh mượn thêm. Lúc lĩnh lương anh trả mấy lần trước cả thể. Biết tính anh rồi đấy. Vâng, để em bắn tiền vào tài khoản cho anh. Hàng bên này thanh toán thẻ cũng tiện. Ok, bắn ngay nhé. Hà Nội, ngày 9